Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa giải đề trong cuốn cam. Chúng ta sẽ chữa đề số 8 các bạn nhé. Toàn bộ phần từ vựng cô Trang Anh sẽ lợi các bạn. Nó sẽ chữa đề số 8 của chúng ta. Cuốn này của chúng ta có 25 đề và bây giờ chúng ta mới tịnh tiến đến đề số 8. Hôm nay trong một khoảng thời gian nhất định, cô Trang Anh sẽ cố gắng chữa cho các bạn khoảng từ 20 đến 30 câu. Chúng ta bắt đầu phần bài học của chúng ta. Rồi, chào các bạn. Các thân mến, chúng ta khẩn trương vào học và chúng ta sẽ bắt đầu phần học của chúng ta luôn này. Ok, chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần bài học hôm nay của chúng ta với đề số 8 nhé. Các thân mến, nếu so với các đề của cô Trang Anh thì đề số 8 không phải là một đề khó, đúng không ạ? Không phải là một đề khó nhưng nó cũng gọi là tương đối có tính chất thách thức đối với các bạn. Giờ chúng ta bắt đầu phần này bài học của chúng ta được chưa ạ? Rồi, chào các bạn ạ. Chào bạn Nguyễn Quốc Hùng, bạn Triệu Quốc Hùng ạ. Chào Nguyễn Hoài Thu ạ. Rồi, ok, chào Thanh Duyên. Chúng ta bắt đầu vào phần bài học của chúng ta nhé. Chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ có này với phần đề số 8 của chúng ta. Chúng ta sẽ có với câu số 1 của chúng ta là phần phát âm của chúng ta với phần nguyên âm. Chúng ta sẽ có như sau. Mình bắt đầu học được chưa các bạn nhỉ? Bắt đầu nhé. Nát cô check inbox em. Rồi, ok. Chúng ta sẵn sàng nhịn được chưa ạ? Rồi, chào Như Tâm ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu này. Với câu số 1 của chúng ta, ý A cô đọc tới là resign. Âm đầu tiên của cô được đọc là âm I. Ý B chúng ta sẽ đọc từ đấy của chúng ta đọc là reconcile. Âm đấy của chúng ta là E. Ý C chúng ta sẽ đọc từ đấy là refund. Âm đấy của chúng ta là I. Từ đó cô suy ra được câu 1 của chúng ta đáp án là ý B. Xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Theo cách phát âm của đuôi ED thì câu số 2 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 2 sẽ là ý B. Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta sẽ có như sau. Ý A của cô có đuôi IC. Những từ có đuôi IC làm cho âm rơi vào trước IC. Vậy cô sẽ có từ đọc là, chúng ta sẽ đọc là catastrophic. Đúng không ạ? Catastrophic. Thì chúng ta sẽ có từ chúng ta đọc là catastrophic. Âm chúng ta có là rơi vào trước âm đó, nó sẽ rơi vào cho âm tiết thứ ba nhé. Ý B của cô có preservation, duration cho âm rơi vào trước, rơi vào âm tiết thứ ba. Chúng ta có hai anh thứ ba rồi. Ý D của cô có đuôi IC cho âm cũng rơi vào trước âm đó. Vậy nó cũng là âm tiết thứ 3, electronic âm tiết thứ 3 đúng không ạ? Từ đó cô suy ra được câu 3 của chúng ta, đáp án là ý C. Xong câu số 3 chuyển cho cô sang câu số 4 của chúng ta. Với câu số 4 chúng ta sẽ có từ conserve. Âm thứ 2 của cô là âm ơ dài, nhận cho âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ý B chúng ta sẽ đọc là ơ trip. Âm đầu tiên của cô là ơ, không rơi vào ơ, nó rơi vào trip y dài. Đúng không ạ? Ý C cô sẽ đọc từ employ. Âm thứ 2 của cô là oi, nguyên âm đôi, nhận trọng âm. Từ đó cô suy ra được câu 4 của chúng ta, đáp án là ý D. Câu 4 chúng ta đọc là waiver, âm thứ 2 của cô là ơ. Trọng âm không rơi vào ơ, vậy nó rơi vào âm tiết đầu. Xong 4 câu đầu. Các thân mến, bình thường trong bài thi của chúng ta thì câu 1, 2, 4 là phần rất là dễ. Rồi, xong chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta với phần sửa lỗi sai. Bạn nào có thể chỉ cho cô được lỗi sai trong câu số 5 của chúng ta? Ok, bạn nào có thể chỉ cho cô lỗi sai trong câu số 5 của chúng ta? Ok, các bạn chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Với câu số 5 bạn sẽ xử lý câu đấy của chúng ta như nào nhỉ? T
Thì ở câu số 5 của chúng ta sai ở đâu ạ? It is a good idea. Đó là một ý kiến hay để cẩn thận trong việc mua bán những mua những cái tờ tạp chí từ người bán hàng, người mà có thể đến gõ cửa nhà bạn, đúng không ạ? Thì câu số 5 thì đó là một ý kiến hay khi cẩn thận trong cái việc mua những tờ tạp chí từ nhân viên bán hàng mà những người có thể đến cửa nhà bạn. Như vậy cô sẽ có với câu số 5 của chúng ta. Theo các bạn thì câu 5 của chúng ta sai đâu ạ? Câu số 5 này, it is a good idea to be careful. It is a good idea to be careful. Ok, câu số 5 của chúng ta sai ở đâu ạ? Không phải là ý B sai đâu ạ. Câu 5 cơ, không phải bạn là gì nhỉ? Thảo Duyên Hồ à? Câu 5 của cô sai đâu ạ? Câu 5 sai ở ý B à? Nếu mà câu 5 sai ở ý B thì sửa thành gì các bạn nhỉ? Các bạn thân mến, câu số 5 của cô mà sai ở ý B chúng ta sẽ sửa câu đấy thành gì ạ? Bỏ tu đi à? Đấy à? Nhưng mà nếu bỏ tu đi làm sao mà nó lại a good idea, sao lại be careful được em? Động như thế không được ạ. Chờ cô sẽ có câu này nhá. It is a good idea to be careful. To be a good idea là một ý kiến hay để mà to be careful đúng mà. Câu này của chúng ta sai ở ý C. Câu năm của chúng ta sai ý C. Lý do này. Trong tiếng Anh cô có từ buy cũng là mua và từ purchase của chúng ta cũng là mua. Hai từ này là cùng trường nghĩa là mua sắm. Vậy thì chúng ta sẽ có là từ buying or purchasing của chúng ta là không cần thiết. Thì ý C của cô sai bằng cách bỏ đi, dùng cho cô một trong hai từ này thôi. Nhớ, dùng hoặc là buying hoặc là dùng purchasing. Nhớ nhá. Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Câu số 6 chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ recommended của chúng ta là trong subjunctive. Subjunctive nghĩa là gì ạ? Là thức giả định. Trong thức giả định chúng ta có một quy tắc như sau là đằng sau that chúng ta phải cộng với chủ ngữ, cộng với should, có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà verb của cô phải chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi. Thì câu này của cô sai ở ý C, sửa cho cô to take thành take thôi. Yeah. Dịch là người ta gợi ý rằng, đúng không? Người ta đề xuất rằng chúng ta nên tập thể dục đều đặn. Vậy câu số 6 của chúng ta sẽ chọn được đáp án của cô sẽ là ý C. Xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Ok, với câu số 7 của chúng ta, theo các bạn thì câu 7 của chúng ta sai ở đâu ạ? Với câu số 7 của chúng ta, bạn sẽ thấy câu này của chúng ta sai ở đâu ạ? Nào bạn thân mến, với câu số 7 của chúng ta thì theo bạn câu này của chúng ta sai ở đâu ạ? Hơi bị mờ cô ạ. Rồi, cô sẽ có câu số 7 của chúng ta như sau này. Câu số 7 dịch là thế giới làm sao ạ? Đang ngày càng trở nên là dạng công nghiệp hóa hơn. Vì mà số lượng của những loài động vật bị tuyệt chủng thì ngày càng tăng lên. Vậy cô sẽ có như sau này. Số lượng của những loài mà bị tuyệt chủng ngày càng tăng lên. Hỏi cái gì tăng lên? Chính là số lượng của các loài. Vậy với cái chủ ngữ của chúng ta là chủ ngữ là the number. Chúng ta sẽ có quy tắc như sau. Cô biết quy tắc ra đây của chúng ta nhé. Cô sẽ có quy tắc là người ta dùng the. Đúng không ạ? Number of. Thì verb của cô sẽ phải chia số ít. Nhờ, khác hoàn toàn với việc người ta, nếu người ta dùng a number thì đằng sau verb của cô phải chia số nhiều. Đấy là quy tắc. Vậy thì theo cái căn cứ như vậy thì ý D của cô sai. Sửa cho cô từ have thành has. Xong chưa? Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Câu số 8 của chúng ta thuộc kiến thức về từ vựng. Nhờ, câu số 8 của chúng ta thuộc kiến thức về từ vựng chúng ta sẽ có như sau. Có một ý tưởng bất chợt, đúng không ạ? Diện thận nói ra trong cái đầu của người trong đối với trong cái người đạp xe này. Giờ chúng ta sẽ có câu số 8, chúng ta sẽ dịch câu đấy của chúng ta hoàn chỉnh như sau. Giờ câu 8 dịch là một ý tưởng đột xuất, đúng không ạ? Một ý tưởng chợt xuất hiện trong đối với cái người đạp xe đạp rằng anh ta có thể thử một phương pháp mới. Thế dịch là một ý nghĩa chợt xuất hiện, đúng không ạ? Trong đầu của một người đạp xe đạp mà anh ta đã thử với một cái phương pháp mới. Thì cô sẽ có lại một ý tưởng chợt xuất hiện. Cô sẽ có với câu số 8 của chúng ta. Chúng ta sẽ có như sau. Câu này là một câu tương đối khó. Vì sao này? Chờ chúng ta sẽ có từ take part in, nghĩa là tham gia vào. Chúng ta không chọn ý D rồi, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có ý A, ý B và ý C. Thì cô sẽ có từ occur là xảy ra, từ happen cũng là xảy ra, và thậm chí từ take place cũng là xảy ra. Nhớ. Thì chúng ta sẽ có như sau. Câu này chúng ta sẽ có nhé. Từ cô sẽ có từ take place sẽ khác với hai từ này của chúng ta. Thì cô sẽ có từ take place nghĩa là xảy ra khi nó có kế hoạch từ trước. Chứ từ này của cô có nghĩa là xảy ra.
Nhưng mà xảy ra nó có kế hoạch từ trước, có kế hoạch cho việc xảy ra. Nhớ, xảy ra khi nó có kế hoạch từ trước. Thế cô sẽ có từ occur và từ happen. Hai từ này của chúng ta sẽ là như nào đây ạ? Cả occur với happen đều là xảy ra. Nhưng mà happen của chúng ta với occur cho điều này cô sẽ có như sau. Cụm từ occur to ngoài nghĩa là xảy ra ra thì cụm từ occur to còn có nghĩa là nảy ra ý tưởng. Nhớ nhé, nảy ra ý tưởng. Thì cô sẽ chọn được câu số 8 của chúng ta, đáp án là ý A. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta. Nhớ, câu số 9 của chúng ta xem cho cô nào. Câu số 9 cô sẽ có từ equipment của chúng ta là thiết bị. Thiết bị nhưng nó lại là danh từ không đếm được. Vậy nếu là danh từ không đếm được cô sẽ bỏ ý D đầu tiên. Tại sao cô bỏ ý D đầu tiên ạ? Nếu như nó là danh từ không đếm được thì nó không được có S. Vậy cô bỏ ý D nhá. Cô bỏ ý D, tiếp tục cô sẽ bỏ tiếp đáp án đây này. Cô bỏ tiếp đáp án ý C. Bởi vì sao? Vì equipment là danh từ không đếm được thì nó sẽ không dùng cụm từ a large number of được. Nhớ. Vậy bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A và ý B mà thôi. Nhớ. Ý A và ý B chúng ta sẽ xem cho cô này. Cả ý A và ý B của cô đều có cụm từ a great deal. Vậy nó chỉ khác nhau chỗ đằng sau là sports hay là sport. Đúng không ạ? Vậy bây giờ cô sẽ có là thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao. Chúng ta sẽ chọn ý A hay là ý B ạ? Ok nào, câu số 9 của chúng ta. Rồi xem cho cô, xem câu số 9 của chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A hay là ý B ạ? Nhờ, câu số 9, nói chung là cái cuốn màu cam của chúng ta thì nó không quá khó nhưng nó cũng không quá dễ. Nhờ, đề của nó cũng tương đối. Câu 9 của chúng ta là chúng ta cần phải nhập khẩu rất nhiều thiết bị thể thao từ nước ngoài. Thì câu 9 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A hay ý B ạ? Chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là sports equipment. Sports equipment, thiết bị thể thao. Thì cô chọn được câu số 9 của chúng ta, đáp án là ý A. Nhớ nhá. Xong câu số 9 chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu số 10 chúng ta sẽ cùng xét cái này của chúng ta về phần cụm từ. Chúng ta sẽ có attracted đi với giấy từ to nghĩa là hấp dẫn. Với cấu trúc be attracted to nghĩa là hấp dẫn. Yeah. Rồi chúng ta sẽ có cụm từ draw from rút ra từ. Cụm từ này của chúng ta nghĩa là rút ra từ. Chờ chúng ta sẽ có apply to do something ép buộc làm gì. Chờ be applied to do something bị ép buộc làm gì. Nó sẽ có ý của chúng ta với từ absorb in say mê, ham mê. Vậy có dịch là Larry đã làm sao? Đã say mê cái cuốn tiểu thuyết đến mức mà anh ta quên về cái bữa tối. Vậy cô sẽ chọn được câu số 10 căn cứ bằng giới từ in. Cô chọn được đáp án là ý A. Xong chưa? Xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu 11 của chúng ta. Câu 11 của chúng ta là câu về từ loại. Nhớ nhá, trong đề thi của em kiểu gì nó cũng sẽ có một câu về từ loại trong cái bài này của chúng ta. Và một câu từ loại trong bài tập đọc điền. Với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau. Căn cứ cho cô bằng to be. Thì cô sẽ có là sau to be mình cần tính từ. Nếu mình cần tính từ thì mình sẽ bỏ C. Bởi vì sao? Đuôi ITI là đuôi của danh từ. Trưa nay cô chữa từ vựng, cô đã có giải thích với các bạn như sau. Đó là những bạn nào đến giờ phút này mà nhìn từ đấy không biết nó là từ loại gì thì bạn phải học lại cho cô chuyên đề về từ loại. Cô sẽ có bỏ cả C, bỏ cả D vì nó là danh từ. Ở đây cô cần tính từ. Vậy cô khoanh vùng đáp án lại, nó sẽ chỉ còn là A hoặc B mà thôi. Nhớ, A hoặc B mà thôi nhá. Vậy cô sẽ có như sau này. Chúng ta có ý từ formal nghĩa là trịnh trọng. Thì cô sẽ có từ informal, từ đấy có nghĩa là không, nghĩa là không trang trọng, là nghĩa là thân mật xuồng xã. Vậy cô sẽ có là không khí của cuộc họp này rất là làm sao, mọi người gọi nhau bằng tên thân mật. Thì câu số 11 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu 11 sẽ là ý B. Không khí của cuộc họp này rất là cởi mở thân tình vì mọi người gọi nhau bằng tên. Đó chưa? Xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu 12 của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Các bạn của cô đâu rồi ạ? Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? 11 ý B nhá, đúng không ạ? Xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu 12 của chúng ta. Các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi, cô chữa tiếp nhé. Chúng ta sẽ có như sau này. Với cái câu số 32, câu số 12 của chúng ta. Cô chữa nhanh quá à? Chưa? Ok, cô chữa nhanh quá. Rồi, cô sẽ có này. Với câu số 12 của chúng ta, chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có ý A của chúng ta. Chúng ta sẽ có từ on somebody something. Anh này của cô sẽ đi với giới từ on này. Somebody something. Cụm từ đấy có nghĩa là áp đặt cái gì. Nhờ áp dụng, sorry.
Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là áp dụng cái gì? Chưa, áp dụng cái gì nhá. Tiếp này chúng ta sẽ có ý B của chúng ta với từ results đi với giới từ on, giới từ upon. Chưa, giới từ on, giới từ upon hoặc giới từ against. Hoặc giới từ against, cụm từ đấy có nghĩa là kiên quyết cái gì? Đúng không? Kiên quyết làm gì? Chưa, cụm từ này của chúng ta có nghĩa là kiên quyết. Thế là chúng ta sẽ có ý C của chúng ta với từ result đi với giới từ to. Cấu trúc này của chúng ta hôm thi thử có, đúng không ạ? Result to của chúng ta có nghĩa là gì? Phải dùng tới, phải nhờ tới. Cụm từ này của chúng ta nghĩa là phải dùng tới, phải nhờ tới. Thế chúng ta sẽ có ý D của chúng ta. Ý D chúng ta sẽ có một cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc have a result, have a recourse. Chưa, chúng ta sẽ có cấu trúc là have a recourse to somebody something. To somebody something nghĩa là nhờ cậy, trông cậy vào ai. Vậy câu sẽ có như sau. Dù anh ấy có tức giận như nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ dùng tới bạo lực. Vậy cô sẽ chọn đáp án của câu 12 là ý C. Có bạn nào mà vừa chui ra từ nhóm lấy gốc tiếng Anh của cô mà cô vừa dạy lúc trước xong ạ? Hôm nay cô dạy từ 9 giờ đến 10 giờ 30 nhóm lấy gốc tiếng Anh, thì nhóm lấy gốc tiếng Anh mình vừa học cái quy tắc này xong, đó là người ta dùng no matter how cộng tính từ hoặc trạng từ chủ ngữ vấp bằng although chủ ngữ vấp mặc dù nhưng, đúng không ạ? Vậy gì là mặc dù anh ấy có tức giận như nào chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ dùng tới bạo lực. Chúng ta sẽ chọn 12 ý C. Xong chưa ạ? Xong câu số 12, chuyển cho cô sang câu số 13 của chúng ta. Chứ là chúng ta sẽ cố gắng chữa được khoảng 30 câu đến 35 câu một buổi thì tốt. Xong câu số 12, xong câu 12 chuyển cho cô sang câu 13 của chúng ta. Câu 13 của chúng ta là một câu về cụm động từ. Nhớ cụm động từ nhé. Nó sẽ có với câu số 13 kiến thức của cụm động từ. Cách làm bài tập với cụm động từ, xác định cho cô nghĩa của các cụm động từ trước. 13 chúng ta sẽ có IA từ turn out, từ đấy có nghĩa là hóa ra. Chứ là chúng ta sẽ có cụm từ do without nghĩa là bỏ qua. Yeah. Do without nghĩa là bỏ qua. Chúng ta sẽ có ý C từ fade away nghĩa là mờ dần hoặc giải tán. Chứ mờ hoặc là giải tán. Chúng ta sẽ có ý D của chúng ta từ wear, từ đấy có nghĩa là mất dần. Chứ mất dần. Giảm dần nhé. Vậy cô sẽ có câu này như sau. Câu 15 hiểu dịch, câu 13 hiểu dịch câu này như sau. Đó là khi cái tác dụng của thuốc giảm đau, cô có từ pain là đau mà killer là giết, vậy dịch là thuốc giảm đau. Khi tác dụng của thuyết, khi tác dụng của thuốc giảm đau giảm đi, đúng không ạ? Thì tôi bắt đầu cảm thấy lại đau đớn trở lại. Vậy cô sẽ cần ở đây, cô sẽ cần không phải là từ hóa ra, không phải là từ bỏ qua, đúng chưa? Vậy từ fade away là mờ cho cái kiểu âm thanh, mờ cho những cái vật thể. Vậy cô sẽ không chọn ý C, 13 cô chọn ý D. Dịch là khi tác dụng của thuốc giảm đau mất dần đi thì làm sao? Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn trở lại. 13 cô chọn được ý D. Số 13 chuyển cho cô sang câu 14 của chúng ta. Các bạn lưu ý cho cô là cái câu số 14, cái dạng kiểm tra mà nó kiểu là cái dạng kiểm tra của bạn mà nó có gồm có 4 trạng từ như này thực ra rất là khó. Trong đề minh họa năm nay có, đúng không ạ? Đúng không? Sẽ có câu số 14 của chúng ta. Em thân mến, không phải là đề hôm nay khó mà đề nào trong cái cuốn này cũng khó. Chứ nó không cực khó như cuốn bộ đề 2, nhưng mà nó cũng tương đối gọi là có tính chất thách thức các bạn. Về cơ bản thì các bạn thấy là đề của cô Trang Anh là rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có với câu số 14 của chúng ta. Chúng ta sẽ có IA từ coincidentally, từ đấy nghĩa là ngẫu nhiên, một cách ngẫu nhiên tình cờ. Nhớ nhé, IA của cô nghĩa là một cách ngẫu nhiên tình cờ. Ý B chúng ta sẽ có từ practically, từ đấy nghĩa là trên thực tế là, thực tế là. Chưa, ý B của cô từ đấy nghĩa là thực tế là. Chúng ta sẽ có ý C của chúng ta với từ intentionally, từ đấy nghĩa là cố ý, chủ ý. Chưa, từ này của cô là cố ý. Thế còn ý D của chúng ta sẽ có từ này của cô cũng tâm chủ ý. Vậy cô sẽ có là Sarah và tôi reserve trong trường đấy bằng book. Chưa, trong trường này nó sẽ bằng từ book, nghĩa là gì? Đặt phòng trong cùng một khách sạn, đúng không ạ? Vì vậy mà cô ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó. Vậy làm sao ạ? Cô ta mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó, vậy suy ra là Sarah và tôi vô tình đặt cùng một phòng, đặt cùng khách sạn. Nên là khi mà gặp nhau thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thì cô chọn được câu 14 của chúng ta. Đáp án là ý A. Nhờ câu đấy của chúng ta theo nghĩa của từ thôi ạ. Xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Với câu số 15, các thanh niên của cô chọn đáp án là ý gì ạ? Nhờ học ti tỉ thứ mà đến câu khó ở đấy cô vẫn không làm được à? Rồi, với câu số 14 xong, 15 này. Câu 15 của cô là câu về giới từ. Nhớ nhá. Bạn nhớ cho cô này, tại sao cô lại có 3 cái cuốn bộ đề liền? Cái cuốn bộ đề tập 1 của cô là cái cuốn bộ đề mà nó bao trọn toàn bộ kiến thức trong chương trình phổ thông. Đấy nhá, cái cuốn tập 1 của cô là bao trọn toàn bộ kiến thức trong bộ đề
kiến thức bộ đề tập 1 là bao trọn toàn bộ kiến thức trong chương trình phổ thông. Cái cuốn cam này của cô là tổng tất cả các kiến thức trong cả. Thì cái cuốn bộ đề tập 2 của cô là cái cuốn chuẩn form 2019. Vì vậy mà những bạn nào mà các bạn muốn là kiểm tra xem là mình được bao nhiêu điểm thì bạn nên bấm giờ và làm cuốn bộ đề tập 2. Vì cuốn bộ đề tập 2 nó giống như cái đề thi thử của bạn vậy, nó chuẩn form như vậy. Còn cái cuốn bộ đề tập 1 của cô sẽ là cuốn tổng ôn chương trình. Rồi chúng ta sẽ có câu số 15 của chúng ta. Chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Với câu số 15 chúng ta sẽ có cụm từ, thừa nhận cho cô cụm từ như sau. Chúng ta sẽ có cụm từ, đó là cụm từ behind the times. Cụm từ đấy có nghĩa là gì? Chứ là chúng ta sẽ có cụm từ behind the times. Cụm đấy, từ đấy có nghĩa là lạc hậu, đúng không ạ? Nó sẽ bằng cụm từ out of date. Bằng out of date, lạc hậu, lỗi thời rồi. Nhờ chúng ta sẽ có như sau. Những cái mũ giống như này có thể trở thành thời trang của những năm 60, nhưng bây giờ chúng lạc hậu lỗi thời rồi. Thì 15 cô chọn được đáp án là ý A. Ngoài ra chúng ta còn một cái cụm từ như này nữa, đó là cụm từ behind time. Như là chúng ta sẽ có cụm từ behind time, như này nó sẽ bằng từ lại muộn, nhớ nhé. Xong câu số 15 của chúng ta, chuyển cho cô sang câu 16 của chúng ta. Với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok các bạn thân mến, với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Nào các thanh niên của cô đâu rồi ạ? Với câu số 16 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Sau khi chạy ngược cầu thang thì tôi thở hết hơi, đúng ạ? Vậy chúng ta sẽ có như sau. Bạn nhớ cho cô là cái phần này của chúng ta là cái phần mà cô nói là tổng ôn tất tật tất cả kiến thức, nên là chúng ta sẽ không cụ thể phần nào cả. Nên là bạn thấy là có rất là nhiều câu, đúng ạ? Có rất là nhiều câu chúng ta thấy là nó khá là quen thuộc với chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ có như sau. Bảo Linh thân mến, trưa nay cô không dạy chuyên đề ngữ pháp. Buổi trưa là cô dạy từ vựng mà em, buổi tối cô dạy ngữ pháp. Tối thứ hai với tối thứ năm chúng ta học ngữ pháp nhé. Câu số 16 chúng ta sẽ có cụm từ như sau, đó là cụm từ out of breath. Thở hổn hển, thở không ra hơi. Và sẽ chọn được câu 16 của chúng ta là ý B. Nhớ cho cô như sau. Sau after không có chủ ngữ thì động từ đấy sẽ chia verb ing. Nếu after có chủ ngữ, động từ của chúng ta sẽ phải chia theo thì của câu. Nhớ quy tắc. Xong câu số 16 chuyển cho cô sang câu 17 của chúng ta. Câu 17 của chúng ta sẽ có như sau. Cô ta nghe chăm chú đến mức mà không có một từ nào cô ấy bỏ sót. Với những cái chủ ngữ sau that của cô là một mệnh đề. Một mệnh đề chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Khi nó bắt đầu bằng những nhóm từ phủ định như này thì đằng sau nó sẽ cần một mệnh, đề đảo ngữ. Đảo ngữ là phải đảo động từ lên trước chủ ngữ. Vậy thì cô sẽ bỏ ý A vì nó không đảo. Cô sẽ bỏ ý C vì nó cũng không đảo. Và bỏ lốt ý D vì nó cũng không đảo. Có mỗi ý B nó đảo thôi. Nó đảo trợ từ lên trước chủ ngữ. Cô gọi đấy là đảo ngữ. Đúng ạ. Xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu 18 của chúng ta. Đúng ạ. Các bạn nhớ cho cô là lịch livestream thì cô đã chia sẻ cho các bạn từ tuần trước rồi. Đúng ạ. Lịch livestream tháng 4 của cô ấy ạ. Thì cứ đúng lịch đấy chúng ta vào học thôi ạ. Buổi trưa tất cả các ngày cô sẽ dạy các bạn từ vựng. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ có nhiều lịch. Ví dụ chúng ta có 3 lịch học giải đề, 2 lịch học collocation, 2 lịch học ngữ pháp, khá nhiều, đúng không ạ? Câu số 18 của chúng ta sẽ căn cứ bằng I can crawl. Đấy, chúng ta sẽ có, câu này chúng ta sẽ là câu điều kiện. Điều kiện loại mấy đây ạ? Khi mà mình căn cứ bằng từ can, chắc chắn nó không phải điều kiện loại 3 rồi. Cô bỏ ý B, đúng chưa? Tiếp nhá, cô sẽ bỏ tiếp ý C vì anh này cô đã chẳng thuộc loại điều kiện nào cả. Chứ bây giờ cô sẽ còn ý A vì đây, ý D cũng chẳng phải. Vậy cô sẽ chọn ý A. Trong điều kiện nào người ta dùng should cộng chủ ngữ cộng verb nguyên dạng, điều kiện loại 1 với dạng đảo ngữ, thì cô chọn được câu 18 của chúng ta là ý A. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, bạn có thể gọi hàng xóm và bạn bè. Nên là chúng ta, câu 18 gì ạ? Nếu tôi cần sự giúp đỡ, tôi có thể gọi hàng xóm và bạn bè. 18 cô chọn ý A. Xong chưa? Xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Bạn nào có thể làm cho cô được câu 19 ạ? Với câu số 19, các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Với câu số 19, các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Các thanh niên của cô, với câu 19, các bạn chọn đáp án là ý gì ạ? Với câu số 19 của chúng ta nhé, khi các bạn làm bài tập trắc nghiệm, các bạn nhớ cho cô là ngoài kiến thức ra, các bạn phải có cái tư duy về đề và các bạn phải có cái chiến thuật làm, thì các bạn sẽ tiết kiệm thời gian và các bạn sẽ không bị các đáp án gây nhiễu. Với câu số 19 của chúng ta, chắc chắn là cái từ look của cô phải đi với giới từ at, nó mới là ngắm nhìn, đúng không ạ? Cái bức tranh mà cô ta đang xem rất là đẹp. Vậy thì cô sẽ thấy là ý A của cô không chọn được vì nó không có at, đúng không ạ?
ý C của cô nó có ất nhưng mà lại cho ất ít vào đây thì nó lại vứt đi, đúng không? Không chọn được. Bây giờ cô sẽ còn ý B và ý D. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta cân nhắc cho việc chọn ất which và ất that thì chúng ta sẽ có như sau. Người ta chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ trong tiếng Anh, đó là which cho vật và whom cho người, tức là không có ất that. Vậy cô sẽ chọn được 19 của cô là ý B. Xong chưa ạ? Xong câu số 19, chuyển cho cô sang câu 20 của chúng ta. Câu 20 và câu 21 của chúng ta là tiếng Anh giao tiếp. Và bạn nhớ cho cô là tiếng Anh giao tiếp là một phần rất là dễ lấy điểm. Nhớ cố gắng lấy cho cô điểm trọn vẹn phần tiếng Anh giao tiếp này. Cô sẽ có như sau. Hai người bạn Diana và An đang nói chuyện với nhau về kỳ thi sắp tới. Nó sẽ có từ upcoming exam, kỳ thi sắp tới, đúng không ạ? Nó nói như sau ạ. Cái kỳ thi sắp tới sẽ làm sao? Bắt đầu vào ngày thứ 3, đúng không ạ? Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy An sẽ bảo sao? Câu số 20, theo các bạn, các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chọn câu số 20, chúng ta sẽ có là ý A là mình ôn được một nửa rồi. Như cái này, half ready, xong một nửa rồi. Chúng ta sẽ có ý B của chúng ta thì sao? God save you, Chúa phù hộ cho bạn. Ý B không phải, đúng không ạ? Ý C, thank you so much, cảm ơn nhiều nhé, không phải. Nếu dạng don't mention it, không có gì, đáp lại một lời cảm ơn cũng không phải. Vậy cô sẽ được 20 của chúng ta là ý A. Xong câu số 20, chuyển cho cô sang 21 của chúng ta. Mary đang nói chuyện với giáo sư của cô ấy trong văn phòng. Thầy có thể giúp em tìm một số tài liệu cho cái bảng báo cáo khoa học không thưa thầy? Vậy ông thầy sẽ bảo sao? Thầy thích rằng em đã hiểu. Ý A không phải. Chờ ý B là try the best, cố gắng hết sức Mary à? Ý B không phải. Ý C là em có thể mượn sách từ thư viện nhé. Và ý D của cô sẽ là em, ý của em là cái post from the other students. Câu số 21 chúng ta sẽ có ý D của cô là ý của em là những bản audio từ những học sinh khác á? Không phải, đúng không ạ? Vậy cô sẽ chọn được câu số 21 của cô là ý C, hỏi tài liệu học, thầy giáo bảo lên thư viện mượn sách. 21 chọn C, xong chưa ạ? Xong câu số 21, ok chưa? 21 ý C nhá. Rồi, bạn sẽ chuyển cho cô sang bài sau của chúng ta, đó là bài tập đồng nghĩa trái nghĩa. Các bạn thân mến, phần đồng nghĩa trái nghĩa này của chúng ta là chương trình mà cô Trang Anh đang hỗ trợ vào buổi trưa các ngày từ 12h30, từ ngày 9 tháng 4 đến lúc 2K1 thi. Chờ thì trong đấy thì cô sẽ hỗ trợ các bạn khoảng đến 700-900 câu về phần đồng nghĩa trái nghĩa như này. Chờ khoảng cũng cần đấy câu khoảng 700-800 câu về phần trắc nghiệm về phần từ vựng và khoảng 600-700 câu về phần sửa lỗi sai về phần từ vựng. Nên nhớ là nếu như các bạn cày được hết số đấy, nó sẽ là một vốn kiến thức về từ vựng khổng lồ, cố gắng. Với câu số 2 của chúng ta, language teaching. Chúng ta sẽ dịch cụm từ language teaching của chúng ta. Chúng ta sẽ dịch là gì? Chúng ta sẽ dịch câu đấy của chúng ta như sau. Đó là ngôn ngữ dạy ở Mỹ. Đúng không? Ngôn ngữ dạy học ở Mỹ. Ý based on, chúng ta có cụm từ based on, dựa trên cái ý tưởng rằng, đúng không ạ? Mục đích của việc đạt được ngôn ngữ, acquisition, đạt được ngôn ngữ là có thể giao tiếp được. Nhớ nhá. Thế cô sẽ dịch hoàn chỉnh câu đấy như sau. Ngôn ngữ dạy ở Mỹ được dựa trên mục đích của việc hiểu, lĩnh hội được ngôn ngữ chính là khả năng giao tiếp. Vậy cô sẽ có cụm từ communicative complete, nghĩa là khả năng giao tiếp. Vậy cô sẽ có với câu số 2 của chúng ta, chúng ta cần tìm từ đồng nghĩa. Vậy cô sẽ có là, ở đây dịch là khả năng giao tiếp thì cô sẽ có ý B này, unable to understand. Chúng ta có cụm từ able to là có thể, thì unable to understand là không thể hiểu. Ý B không phải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cụm từ unable bằng cụm từ incapable of, cũng nghĩa là không thể, không thể làm việc với những từ ý D của chúng ta, không phải. Ý C, excellent in, chúng ta sẽ có excellent không đi với in, excellent đi với at, nhớ. Đó là xuất sắc trong cái việc gì. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là ý C của cô cũng không đúng. Cô chọn đáp án là ý A, với cấu trúc good at, giỏi cái gì, socializing, giao tiếp. Xong câu số 22, chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta. Câu 23 này, tôi ngày càng, đúng không, increasingly, ngày càng absent-minded. Absent-minded nghĩa là gì? Đãng trí. Tuần trước tại sao cô lại dịch là đãng trí này? Bạn nhớ chưa cô là người ta không bao giờ cho em thông tin thừa. Nhớ nhá. Người ta không bao giờ cho em thông tin thừa. Tức là sao? Nghĩa là nếu như người ta cho em đến đây thôi thì có nghĩa là em không cần phải xem đằng sau. Nhưng nếu cho người ta cho em một cái câu đằng sau thì kiểu gì cái câu đằng sau cũng sẽ giúp em đoán được từ của đằng trước. Thì cái cô có thể không biết từ absent minded, cô sẽ dịch như sau. Tôi ngày càng trở nên làm sao? Tuần trước, đúng không ạ? Tôi quên khóa cửa 2 lần. Vậy chắc chắn là cái việc đấy sẽ giải thích cho việc absent-minded, nghĩa là đãng trí. Đãng trí tức là sao? Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có từ considerate. Từ đấy có nghĩa là chu đáo, ân cần. Trong tiếng Anh còn một tính từ của nó nữa là từ considerable.
Được chưa? Từ này của chúng ta nghĩa là có thể, có khả năng, đáng kể. Thì cô sẽ có từ considerate, từ nghĩa là chu đáo, ân cần. Vậy ý A của cô không phải rồi, đúng không ạ? Ý B của cô là nhớ làm một điều gì đó, ý B không phải. Vậy câu này chúng ta sẽ chỉ còn ý C và ý D thôi. Thì cô sẽ có với câu số 22 của chúng ta. Hay chúng ta sẽ có ý C của cô đó là, với câu 22 chúng ta sẽ có ý C của chúng ta, chúng ta sẽ có từ đấy chúng ta là forgetful, quên một cái gì đó. Chưa, vậy chúng ta sẽ có ý D của chúng ta là thường quên. Vậy thì câu số 22 theo các bạn thì các bạn sẽ chọn là ý C hay là ý D ạ? Nào ok các bạn thân mến, vậy câu số 22 của chúng ta thì các bạn sẽ chọn là ý C hay là ý D ạ? Chưa, sorry em sửa cho cô này là câu 23. Với câu này chúng ta sẽ chọn là ý C hay ý D ạ? Chúng ta sẽ có hai từ đều là từ forget, đều là quên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có từ forgetful, chưa, quên một cái trong quá khứ. Và chúng ta sẽ có là thường quên những thứ gì đó. Thì theo cái kiểu absent-minded là đãng trí, chúng ta sẽ chọn là ý D, đúng không ạ? Thường thường nhớ nhớ quên quên. Rồi, xong câu số 23, chuyển cho cô sang câu số 24 của chúng ta. Câu số 24 của chúng ta, câu này nếu các bạn nào giải đề nhiều thì bạn đã gặp câu này rồi này. Ok, câu 24 bạn chọn đáp án là ý gì đấy ạ? Câu số 24 của chúng ta sẽ là khoảng 90% tất cả những động vật đều là động vật làm sao? Cô Trang Anh không biết từ này. Vậy cô sẽ dùng ngữ cảnh đằng sau để đoán. 95% tất cả động vật làm sao? Nó có thể sống ở bất cứ mọi nơi. Yeah. Hầu hết chúng là starfish, con sao biển, con cua sống ở trong đại dương. Vậy chúng ta sẽ suy ra cái cụm từ kia của chúng ta nghĩa là gì ạ? Yeah, chúng ta sẽ có cụm từ đấy dịch là khoảng 95% tất cả những loại động vật làm sao mà nó sống ở khắp mọi nơi. Mà ví dụ điển hình của cái loại động vật đấy chính là con starfish, con sao biển và con cua. Vậy con sao biển và con cua là những loài động vật không xương sống. Cô suy ra cụm từ này của cô nghĩa là không xương sống. Đoán nhá, đúng không ạ? Không xương sống. Bây giờ mình cần tìm từ trái nghĩa. Vậy trái với từ không xương sống sẽ là từ có xương sống. Cô chọn được câu 24 của chúng ta là ý A, đúng không ạ? 24 của chúng ta phải là ý A chứ ạ? Đúng ạ. Nếu đồng nghĩa chúng ta sẽ chọn ý D, nhưng bài này của chúng ta là bài trái nghĩa thì cô phải chọn ý A. Đúng ạ, 24 của chúng ta sẽ là ý A. Nó sẽ có từ rib của cô là xương sườn, thì cái này sẽ là có xương sườn và không có xương sườn. Xong 24 chưa ạ? Rồi, xong câu số 24, chuyển cho cô sang câu 25 của chúng ta. Cô gắng chữa đến câu 30 chúng ta nghỉ nhé. Chưa, cô sẽ cố gắng chữa đến câu 30 chúng ta nghỉ. Cô sẽ có câu số 25 của chúng ta như sau. Anh ấy chưa bao giờ. Với cái bài tập đồng nghĩa trái nghĩa chắc chắn mình xác định mình phải dịch rồi. Nhận dịch là anh ta chưa bao giờ chứng kiến, anh ta chưa bao giờ trải qua một cái sự khiếm nhã như vậy, cái sự mất lịch sự như vậy đối với ngài chủ tịch. Nhờ, khi điều đấy xảy ra vào cái cuộc họp thường niên vào tháng 5. Vậy cô sẽ có từ này của chúng ta nghĩa là mất lịch sự. Vậy thì ngược với từ mất lịch sự sẽ là từ gì? Nếu đồng nghĩa chúng ta sẽ chọn ý B, từ này của cô là thô lỗ. Chúng ta sẽ có ý C của chúng ta với từ measurement, từ đấy nghĩa là sự đo lường, sự đánh giá, ý C không phải rồi. Ý D encouragement nghĩa là sự khuyến khích, chúng ta không chọn. Vậy cô sẽ có là ngược với từ khiếm nhã, mất lịch sự, cô sẽ chọn từ lịch sự. Câu 25 cô chọn được ý A, dễ đúng không ạ? Rồi, xong câu số 25 làm cho cô câu 26. Với câu số 26 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Với câu số 26 bạn sẽ chọn đáp án là gì ạ? Considering, xem xét rằng, đúng không ạ? We travel right across the country. The basic gig was surprising reasonable. Câu 26 mình dịch như sau: xem xét cái việc chúng ta đã đi du lịch khắp chiều dài đất nước, đúng không ạ? Thì giá vé, đúng không ạ? Thì giá vé xe buýt rẻ. Phải chăng, đúng không ạ? Thì giá buýt, thì cái giá vé xe buýt rẻ một cách làm sao? Thì cái giá xe buýt là làm tương đối làm sao hợp lý nhất. Thì câu số 26 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Xem xét cái việc chúng ta đã đi du lịch khắp mọi nơi thì chúng ta thấy cái vé xe buýt là tương đối hợp lý nhất. Vậy chúng ta sẽ có với câu số 26 ý A này. Bởi vì chúng ta có thể đi xuyên đất nước nên là giá xe buýt không ảnh hưởng tới chúng tôi. Ý A không phải. Ý B chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là giá xe buýt, đúng không ạ? Cái gì cả, vé xe buýt mà đưa chúng tôi từ đầu này đến đầu kia của đất nước là rẻ nhất mà chúng tôi, đúng không ạ? Là rẻ nhất là mà chúng tôi có thể tìm thấy. Câu trong cái câu gốc của chúng ta không có nghĩa như vậy. Nó chỉ là rẻ một cách hợp lý thôi, chứ không phải là nhất. Câu ý C của chúng ta như sau. Cái cách hợp lý nhất để đi khắp đất nước nó là bằng xe buýt. Vì vậy chúng tôi tự mình mua vé. Ý C sai với nghĩa của câu ban đầu. Vậy cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ chọn được câu số 26 của chúng ta, đáp án là ý D. Ý D cô dịch như sau. Bởi vì xe buýt, đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi làm sao? Cô dịch là bởi vì xe buýt đưa chúng tôi đi khắp mọi nơi nên chúng tôi thấy là giá của xe buýt là rẻ hơn so với giá trị mà chúng mang lại cho chúng tôi. Như sau này, chúng tôi đi bằng xe buýt đi du lịch nên chúng tôi thấy giá của xe buýt là
rẻ hơn so với giá trị mà nó đang lại cho chúng tôi. Nên là cô sẽ chọn được câu này của chúng ta, đáp án là ý D. Sao chưa? Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu 27 của chúng ta. Câu số 27 cô sẽ có câu này của chúng ta như sau. Nhờ, khi anh ta gọi, đúng không ạ, để kể với tôi rằng anh ta đang học, tôi không tin anh ta bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng ồn của tiệc tùng ở ở ở xung quanh, nhớ, background xung quanh. Vậy cô sẽ có như sau này: khi anh ấy gọi để nói với tôi rằng anh ta đang học, tôi không tin bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng ồn của bữa tiệc, nhớ, ở xung quanh. Vậy thì câu số 27 của chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? 27 chúng ta sẽ có, với cái câu mà mình không có ý tưởng làm thì mình cứ dịch từng cái một xem cái nào ok. Tôi không tin rằng anh ta có thể học được với tiếng ồn của bữa tiệc như ở xung quanh. Và tôi bảo với anh ta điều đó khi anh ta gọi cho tôi. Câu 27 của chúng ta không hợp với nghĩa của câu ban đầu. 27B thì sao? Mặc dù anh ta gọi cho tôi để kể với tôi rằng anh ta đang học, tôi không thể nghe được anh ta nói bởi vì là làm sao? Những cái tiếng nhạc ầm ĩ. 27 ý B không phải. Cô sẽ có 27 ý C của chúng ta sao? Bởi vì cái âm thanh của bữa tiệc mà tôi nghe thấy ở xung quanh khi anh ta gọi, tôi không tin vào cái khẳng định rằng anh ta đang học. 27 cô chọn ý C. Đấy nhá. Câu này của chúng ta là chỉ theo nghĩa của câu thôi. Rồi, còn 3 câu nữa chúng ta cố gắng. Chúng ta còn câu 28, 29 và 30. Nó sẽ có câu số 28 của chúng ta như sau. Tôi cảm thấy kiệt sức, đúng không ạ? Khi tôi nghe cái cô này nói trong khoảng nửa giờ. Câu 28 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? I feel completely exhausted when I have listened to Marin for half an hour. Câu số 28 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi tôi nghe Marin nói khoảng một nửa tiếng đồng hồ. Cái gì cả? Đó hoàn toàn là kiệt sức. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cô sẽ thấy là after half an hour mà ai làm chủ ngữ ấy? Listening của chúng ta là verbing, câu này của chúng ta chẳng thuộc cái thì gì cả, chẳng thuộc cái thể loại gì cả. 28 chúng ta sẽ không chọn ý A. Giờ chúng ta sẽ có ý B của cô thì sao? Xong khoảng nửa tiếng nghe cô này nói, đúng ạ, khiến cho tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. 28 cô chọn đáp án là ý B. Khoảng nửa giờ nghe cô tới vậy, nghe cô này nói, vậy cô sẽ có cả half an hour listening to Maris đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Chứ nó sẽ có leave somebody feeling, chúng ta sẽ có leave của cô là động từ, đúng ạ, để cho tôi cái cảm giác hoàn toàn kiệt sức. 28 chúng ta chọn đáp án là ý B. Câu 27 be closer à? Câu số 27 be closer có sao đâu em, đúng không ạ? Bởi vì âm thanh sao em? Chữ 27 của chúng ta là be closer cộng cụm danh từ. Danh từ của cô là the sound of a party. Đây là cụm danh từ rồi. Thế còn cái mệnh đề đằng sau, I heard in the background when he fell ấy. Toàn bộ cái phần mệnh đề đằng sau này là bổ ngữ cho cái cụm danh từ này. Ok mà em, đúng không ạ? Rồi, xong câu số 27, xong câu số 28, chúng ta còn câu 29, 30, cố gắng cho cô thêm mấy phút nữa. Nó sẽ có như sau. Chợ. 27 ý D à? Câu số 27 ý C không sai, 27 ý D này. Mặc dù anh ấy đang học khi anh ấy gọi, tôi nghĩ rằng anh ấy nói dối bởi vì xung quanh có một bữa có những cái âm thanh giống như là bữa tiệc ý đêm sao ạ? Mặc dù anh ta đang học khi anh ta gọi, làm sao mà mình khẳng định thế được ạ? Anh ấy kể với mình là anh ấy học chứ, còn anh mình có biết là anh ta đang học đâu, làm sao mình chọn ý D được ạ? Nhờ. Câu số 29 của chúng ta sẽ có như sau. Con chó nhà họ, đúng ạ? Câu số 29 có dịch là con chó nhà họ rất là dữ, người ta không dám đến thăm nhà họ. Vậy 29 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Dạ, nào câu số 29 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Câu số 29 này, con chó nhà họ rất là dữ. Nhờ, làm sao là con chó nhà họ rất là dữ, vì vậy mà chẳng có ai dám đến thăm nhà họ. Vậy cô sẽ có như sau. Nếu như con chó nhà họ không dữ, câu này cô là vua quá khứ rồi. Nếu anh ấy muốn đưa về điều kiện thì nó phải dùng điều kiện loại 3. Ý A của cô mà dùng vua nhà loại 2 là sai rồi, bỏ luôn, không xét nữa. Ý B của cô thì sao? Con chó nhà họ không đủ dữ, câu này vô lý về nghĩa, ý B không xét. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Ý C của cô thì sao ạ? Họ có một con chó dữ nhưng mà lại có lại đằng sau lại có so that. Thì cô sẽ thấy là ý C của cô không chọn được rồi. Nếu mà such đằng sau không có so mà đến that thì may ra mình xét, đúng không ạ? Ý D thì sao ạ? Họ có một con chó dữ đến mức mà chả ai dám đến thăm nhà họ. Vậy cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có câu này của chúng ta như sau.
Chúng ta sẽ có cấu trúc là người ta dùng sâu cộng với tính từ, cộng với ơ ân, cộng danh từ, cộng ra họ có một con chó dữ đến mức mà chẳng ai dám đến thăm. 29 cô chọn đáp án là ý D. Tham chưa? 29 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D em nhé. Đúng không ạ? Câu số 29, nếu như chúng ta không có cái chỗ sâu này thì câu 29 của chúng ta đúng. Nhờ 29 chọn cho cô đáp án là ý D. Xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu 30 của chúng ta. Câu 30 là câu mà các bạn, đúng không ạ các bạn, câu 30 là câu mà các bạn đã từng làm rất là nhiều rồi. Nó sẽ có như sau. Anh ấy đã không ăn gì từ sáng sớm, vì vậy mà anh ta vồ lấy đồ ăn một cách rất là háo hức, rất là hăm hở. Nhờ vậy chúng ta sẽ có như sau. Câu dịch là anh ta ăn một cách rất là háo hức, mặc dù anh ta đã ăn rất nhiều từ lúc sáng. Ý A của cô sai về nghĩa. Nhờ ý B của cô thì sao? Anh ấy lấy đồ ăn một cách rất là háo hức vì anh ta chả ăn gì từ lúc buổi sáng. Vậy thì câu 30 của chúng ta chọn đáp án là ý B. Nhớ cho cô trong bài từ for của chúng ta đứng ở giữa câu, đằng sau nó cộng một mệnh đề. Nếu for cộng một mệnh đề nhá, nhờ for đằng sau nó cộng với một mệnh đề thì nó sẽ mang nghĩa là vì. Nên cô sẽ chọn được 30 của chúng ta là ý B. 30 ý C không được như Tâm à. Ý C là anh ta chẳng ăn gì từ sáng sớm để mà anh ta háo hức. Ý C sai về nghĩa rồi em, không chọn được. Đúng không ạ? Câu 30 cô sẽ chọn đáp án là ý B. Rồi, ok các bạn thân mến, chúng ta bây giờ là 11 giờ, gần 11 rưỡi rồi, 11 giờ 20 rồi. Toàn bộ từ câu số 31 đến câu số 50, cô Trang Anh sẽ quay video. Cô Trang Anh hứa là cô Trang Anh sẽ quay video. Tuy nhiên thì cho cô thời gian để cô sắp xếp công việc vì dạo này công việc của cô quá nhiều. Cô sẽ quay video và sẽ up lên trên, là sẽ là up lên YouTube và các bạn sẽ quay YouTube, các bạn học cho cô phần này nhé. Nhờ chưa? Không cần phải có dấu phẩy đâu em. Nhờ for nhỉ thôi ạ. For cộng mệnh đề thì nó không thể bằng because of được, mà nó chỉ bằng because thôi. Đúng không ạ? Giảng lại cho các em câu 28C giảng lại à. Câu số 28 ý C. Cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, tôi dành lửa giờ nghe cái cô kia nói chuyện. Làm sao mà thế được em? Câu số 28 là tôi cảm thấy kiệt sức sau khi ngồi lửa giờ nghe cô kia nói chuyện. Chứ không phải nếu viết như thế thành là khi cảm thấy kiệt sức rồi tôi lại dành thời gian để nghe. Thế câu này là tôi thấy mệt rồi tôi mới nghe cô ta nói chuyện. Nhưng mà cái câu gốc của người ta là tôi nghe cô ta nói chuyện nên tôi mới mệt. Nên 28 mình không chọn ý C được. Đúng ạ, nhớ nhá. Đúng ạ. Rồi ok các bạn thân mến, hiện tại bây giờ là 11 giờ 20, các bạn phải nghỉ, ngày mai còn đi học nữa, tạm thời như vậy thôi. Bạn nhớ cho cô là riêng cái phần video của phần đọc hiểu cô Trang Anh sẽ up lên YouTube, các bạn qua YouTube học giúp cô nhé. Rồi ok, tạm biệt các bạn.